Philippines sẽ tái tục xây dựng trên các đảo thuộc Manila ở Biển Đông, tên từ Manila, Philippines. Sau một thời gian bị tạm thời đình chỉ công việc tu bổ và nâng cấp một số cơ sở trên các đảo hay bãi ngầm mà Manila kiểm soát, tại quần đảo Trường Sa sẽ được tiến hành trở lại. Ngoại trưởng Philippines đã chính thức xác nhận quyết định trên vào ngày hôm nay và khẳng định việc làm của Philippines hoàn toàn hợp pháp, trái với các hành vi bồi đắp đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang rốt ráo thực hiện. Phát biểu trước một cử tọa bao gồm giới ngoại giao, sĩ quan quân đội và phóng viên nước ngoài tại Manila, Ngoại trưởng Albert Del Sario cho biết là chính quyền Philippines đã nhận định rằng hoàn toàn có thể xúc tiến trở lại các công việc sửa chữa và bảo trì trên các thực thể mà Manila kiểm soát tại vùng Biển Đông. Theo ông Del Sario, các công việc này trong đó có việc sửa chữa phi đạo trên đảo Thị Tứ mà Philippines gọi là Pak Asa, hoàn toàn không vi phạm bản tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông, tức DOC, ký kết năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc. Lý do là công việc tu bổ của Philippines không hề làm thay đổi hiện trạng trong vùng đang tranh chấp. Vào năm 2014, Manila đã đơn phương đình hoãn mọi công trình trên các đảo hay bãi đá mà nước này kiểm soát tại Biển Đông, vì e ngại các tác động không hay của các công việc này trên đơn Philippines kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Vào cuối tháng 10 năm 2014, Philippines đã kêu gọi các nước tranh chấp cùng đình chỉ các công việc xây dựng tại Biển Đông. Vấn đề là chỉ có một mình Philippines đình hoãn các công việc xây dựng, còn các bên tranh chấp khác như Đài Loan, Mã Lai, Việt Nam và nhất là Trung Quốc đều tiếp tục cải thiện các cơ sở của họ. Manila công khai tố cáo Bắc Kinh bành trướng tại Biển Đông. Rầm rộ nhất là các công trình của Trung Quốc trên 7 bãi ngầm hay rạn san hô mà họ cưỡng chiếm từ tay Philippines hay Việt Nam, biến các thực thể này thành các đảo nhân tạo, bên trên có các công trình hoàn toàn có thể dùng vào mục đích và mục tiêu quân sự. Đối với Philippines, rõ ràng là Trung Quốc đang thực hiện việc tham vọng bành trướng bằng cách thay đổi hiện trạng trong khu vực để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ, kiểm soát hầu như toàn bộ Biển Đông trước lúc Tòa án Trọng tài ra phán quyết về đơn kiện của Philippines.